Ok, mình hướng dẫn anh em bóc cái sim nguồn iPhone X. Cái việc đầu tiên là mình sẽ cạo sạch cái lớp sơn ở trên lưng IC. Cái thứ hai mình sẽ dồn cái dây hút chì cho bản nó to một tí. Dồn cái dây hút chì cho bản nó to và cắt cho nó kích thước bằng với cái con IC nguồn. Tạo lên nhỏ hơn tí cũng được, chả sao. Nhúng nhiều chì vào cái dây thôi, vào cái mũi hàn. Mũi hàn để mát nhiệt nhé. Quá dễ dàng. Ok, giờ lấy miếng chì nhẹ lửa để mình xi cái chân zin và dọn keo nhé. Làm bằng cách này anh em thấy là cái chân nó không có bị đứt gì hết, không sợ non nhiệt gì, rồi không có văng tụ trở xung quanh dây nguồn. Sạch gì thì sau đó dọn keo đóng IC thôi, không có gì khó khăn hơn. Còn anh em khò cái con IC nguồn này thực sự rất là khó chịu, anh em khò nó hở hết lên mặt bên kia. Ok anh em nhé, xíu nữa mình dọn keo sờ cái ô mình đóng IC thôi, rất là dễ dàng.